Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video mà nhân dịp Đỗ Sinh về với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tôi có đến thăm không gian vườn cảnh nhà anh Phạm Xuân Tăng. Vâng, xin chào anh Tăng nhé. Gặp lại bác. Vâng, khỏe chứ? Dạ, em khỏe. Sau này mình sẽ vào Bình Dương làm chương trình trong khoảng 2 ngày, sau đó để đi An Giang, đi mấy tỉnh miền Tây. Qua cái thăm không gian vườn cảnh nhanh Phạm Xuân Tăng, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn để chúng ta cùng nhau giao lưu. Một không gian ở sân vườn gia đình, cho nên cũng diện tích thì không rộng lắm đâu, nhưng mà anh chơi cũng rất là đa dạng về chủng loại cây cũng như là về kích thước. Có cả cây tầm trung, nhỏ và dòng bonsai mini cũng rất nhiều. Vâng, đặc biệt bây giờ tôi giới thiệu luôn với các bạn một tác phẩm si. Một cây si có một cái sự kỳ lạ là ngay sát gốc có một cái u rất lớn nổi lên như này. Vâng, anh em chúng tôi vẫn nói vui với nhau như là tích tụ phát lộc. Đấy, hình ảnh của cái lu để các bạn xem. Năm nay là nhìn nó to hơn nhiều ấy. Lại to hơn năm ngoái mình vào rồi. À, nó lớn theo cây nhỉ? Lớn theo cây đấy bạn. Lớn theo thời gian. Đấy. Tổng thể của cây si. Chậu đá. Vâng. À, vừa mới thay cái chậu đá lần trước nhỉ. Vâng. Chậu đá liền khối cả đế luôn. Thế mà lại đi sơn thế này nhìn cái này là đánh bóng lên đấy. Đánh bóng à? À nó là đá xanh à? Nó là đá xanh. Ôi rồi, đặc biệt quá nhỉ. Tôi tưởng là lại sơn màu này. Không, không. Ui rồi. Đầu tư cho nó hoành tráng quá tuyệt vời. Nếu mà đá xanh thì quá tuyệt vời luôn. Xanh cẩm thạch. Xanh cẩm thạch. Rồi. À, chúng ta quan sát cây si thêm một chút nữa. Vâng, chúng ta đến với một cây dưới. Một cây dưới dáng hoành. Ôi, cái chậu cây dưới này, chậu quả bí ấy, đẹp thế. Đấy, cây dưới dáng hoành đây các bác. Anh đang đã vào dây và đang định hình được hết các cái tán rồi. Bây giờ chỉ có cắt liên tục để cho tạo răm nhiều là đẹp rồi. Đây là cây si búp đỏ. À, cây si bonsai tầm nhỏ cũng rất hay đây. Cây si này giao lưu giá bao nhiêu anh? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi á? Vâng. Tuyệt vời. Quá được. Chậu đẹp rồi. Cây bên này nữa. Cây bên này chậu rẻ quạt, cây này giao lưu nào anh? Cây này 3 triệu. 3 triệu. Vâng, chúng ta đến với cây bồ đề, cây đề trắng. Vâng, chính là cây đề trắng này. À, một vâng, cây si bệ đẹp quá.
Cây si này và cây si kia hai giống khác nhau. Một thằng lá dài, nó lá tròn. Cây này là si bông. Ừ. Cây này giao lưu giá nào anh? Cây này giao lưu về Hà Nội rồi. À, tức là bán rồi à? Bán rồi. Hà Nội vào lấy rồi đấy. Vâng. Cây si đẹp, cây si cái dáng cốt cồn thế thì quá chuẩn. Vâng, chúng ta đến với cây tùng La Hán. Hai cây tùng tầm nhỏ. Và đây là cây me. Cây me này mà giao lưu giá nào anh ơi? Này 8 triệu. 8 triệu. Hợp lý quá. Số điện thoại của anh Phạm Xuân Tăng trên màn hình ở phút đầu phút cuối tôi đăng tải để chúng ta giao lưu. Cây xanh. Cây xanh này anh có giao lưu? Cây này khoảng bao tiền ạ? Cây này chưa giao lưu. Chưa giao lưu. Vâng. Một cây me dáng trực đấy ạ. Cây me này có hoa có quả chưa anh nhỉ? Có hoa quả. Có rồi đúng không? Cây giá. Cây này khoảng bao tiền? Cây này 20 triệu. 20 triệu. Rồi. Trời sắp đổ mưa. Vâng, chúng ta chuyển sang phía vế bên này của vườn. À, đi từ cây ruối. Cái dưới này có giao lưu? À, giao lưu mấy bao nhiêu? Này khoảng 20 triệu. 20 à? 15-20 triệu. Từ 15 đến 20 triệu. Thế thì cứ cho là 15 đi. 15 triệu. Và tiếp đến một cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế dáng trực. Anh đang xây dựng thành 3 tán thôi. Nhưng mà phải là cái dáng bóng cây thân bệ rất là chuẩn. Cây nguyệt này giá ở đây rồi? 12 triệu. 12 triệu, ok. Tiếp đến cây, cũng là cây đề trắng. Cây này nó giống rừng luôn.
quần thụ để trắng. À, Dương, chào Dương nhá. Rồi, cây đề trắng này, cây đề trắng quần thụ hay quá nhỉ. Cây đề này mà giao lưu thì giá tiền nào anh tăng? 30 triệu. 30 triệu. Cây quá hay nhỉ. Rừng đề. Và tiếp đến là một cây sam núi. Và bóng cây sam núi, những cây tầm nhỏ. Xoay hướng này. Không, từ từ đã, để mình xoay hướng này đã. Cây này nó cũng nổi u cục các bạn ạ. Ừ, cây này hay nhỉ. Cây này già quá, nổi sần hết rồi. Cây này, cây sam núi này giá tiền giao lưu nào anh? Cây này 6 triệu. 6 triệu à? Đóng hàng ship ra miền Bắc đấy chứ? Vâng. Ship đến nơi chứ? Ship đến nơi luôn. À, tức là anh chịu ship đấy nhá. Vâng. Rồi, 6 triệu nhá. Vâng. Tôi sẽ cho anh địa chỉ anh ship ra. Vâng. Cây hay quá nhỉ? Cây này tuyệt vời đấy. Được rồi. Vâng, tiếp đến là cây si. Đấy, cây si đợt trước bác ngoài giao lưu, hiện nay nó là như thế đấy. À, đây. Bác thấy có khác không? Ừ. Đợt trước bắt tay với anh Hào ở quận 2 đấy. Đúng rồi, mua mấy triệu bên đấy, mà 4 triệu đúng không? Giờ đưa nó về thôi. Dạ. Và tiếp đến là cây gì đây? Cây si. Si tai chuột. Si tai chuột. Si tay chuột này giao lưu giá nào anh? 15 triệu. 15 triệu. Cây đấy vừa đặt ở đây mà. Vâng. À, tí nữa cứ ngồi đấy chiều ngưỡng cây. Chiều ngưỡng cây tôi đến tôi quay luôn cả. Video sau. 3 phút nữa. Vâng, tiếp đến chúng ta thấy có một cây tùng La Hán. Người ta bảo ngay thẳng kiên định như tùng. Một cây này là như tùng. Một cây này là như là kiểu như cúi đầu chịu tội. Lúa chín phải chịu đau. Đây. Tùng La Hán của anh Tăng này. Đấy, để trên bàn tay được. Đấy, độ sinh nhấc lên này. Và đây là cây xanh. Cây xanh dáng đổ, dòng bonsai mini của không gian vườn cảnh anh Nguyễn Xuân Tăng cũng rất hay. Bạn có thấy nó giống như khủng long không? Rồi, đang chúi đầu xuống dòng suối. Và đây cũng cây đề trắng nữa. Bê hộ cây đề trắng lên cái nhìn. Dáng đổ treo. Dáng đổ treo rất hay. Rồi quay bên này. Đấy đúng rồi. Cây này giao lưu giá nào anh? Nếu mà bác nào mua cây sam thì tặng luôn cây tùng. À mua cây sam tặng cây tùng. À tặng cây bồ đề. À cây bồ đề. Được rồi. Nhất trí. Đó là cũng là thiện trí. Và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp đến một cuốn thứ hai giới thiệu với các bạn giao lưu với vườn cảnh anh Nguyễn Xuân Tăng. Phạm Xuân Tăng. Đây là các anh trong câu lạc bộ bonsai Đông Hòa. Vâng. Chuyển từ Đông Hòa xin kính chào tất cả quý vị. Vâng. Mục đích các anh ban đầu muốn dự kiến mang tên bonsai Châu Thới. Nhưng vừa rồi các anh quyết định chuyển thành bonsai Đông Hòa. Vâng. Tuy là mới nhen nhóm đang với cái lượng thu hút những cái thành viên tham gia thì chắc chắn là dịp mùng 2 tháng 9 này các anh sẽ tổ chức ra mắt
Xin chúc các anh có một câu lạc bộ vững mạnh nha. Vâng. Đây là hình ảnh tôi xin kết thúc cuốn video thứ nhất đến với vườn cảnh anh Phạm Xuân Tăng. Chúng ta sẽ chuyển sang cuốn thứ hai, tiếp tục giao lưu với anh Phạm Xuân Tăng.